Rồi, xin chào các em. Xin mời các em đến với bài giảng thứ 3 trong chương trình số học 6 ở chương 1. Ở bài học số 2, chúng ta học về số tự nhiên, đúng không? Số tự nhiên gồm các số là 0, 1, 2, 3, 4 và rất nhiều các số khác. Như vậy, câu đặt ra là để viết số tự nhiên, ta có những cách nào để viết nhỉ? À, chúng ta nhớ lại là chúng ta có hai cách để viết. Cách thứ nhất là viết trong hệ thập phân. Cách thứ hai là viết bằng hệ số chữ La Mã. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về hai cách viết nhé. Chúng ta cùng bài học bài 3 hôm nay là ghi số tự nhiên. Phần 1 nhỏ chúng ta sẽ ôn lại về số và chữ số. Vậy số và chữ số khác nhau ở điểm gì nhỉ? À, ví dụ như cô sẽ xét số là 2019 nhé. Ví dụ ta xét số 2019. Thì số này của cô nó tạo bởi từ mấy chữ số? À, ta thấy nó tạo bởi từ 4 chữ số là chữ số 2, chữ số 0, chữ số 1 và chữ số 9, đúng không? Tạo thành từ 4 chữ số. Là chữ số 2, chữ số 0, chữ số 1 và chữ số 9. Thế như vậy, với cả tập hợp số tự nhiên tổng quát lên thì các số của chúng ta nó sẽ được viết từ mấy chữ số? À, câu trả lời là chúng ta được viết từ 10 chữ số, đúng không? 10 chữ số cơ bản nhất là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, đúng không? Như vậy một số bất kỳ thì có thể là được viết từ các chữ số như cô vừa kể đấy. Rồi viết tiếp theo là có 10 chữ số. Không, chữ số 0, chữ số 1, chữ số 2, chữ số 3, chữ số 4, chữ số 5, chữ số 6, chữ số 7, chữ số 8 và cuối cùng là chữ số 9. Ví dụ ta nhìn số 0 ấy, số 0 thì sẽ viết bởi chữ số 0 này. Số 1 thì sẽ viết bởi chữ số 1. Số 2 viết bởi chữ số 2. Và tương tự, số 9 cũng viết được chữ số 9, đúng không? Thế còn nếu tăng lên, số 10 thì sẽ viết bởi hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 0. Số 11 được viết bởi hai chữ số 1, đúng không? Và tương tự các số còn lại thì nó cũng chỉ xoay quanh viết bởi 10 chữ số này thôi. Bây giờ cô sẽ xét một số có 3 chữ số nhé. Cô xét số bây giờ sẽ xét số 345 nhé. Thì cô có chữ số hàng đơn vị là chữ số 5, đúng không? Chữ số 5 là chữ số ở hàng đơn vị. Tiếp theo, chữ số hàng chục là chữ số mấy? À, chữ số 4, đúng không? 4 là chữ số hàng chục. Và chữ số ở hàng trăm là chữ số 3, đúng không? Như hồi tiểu học đã học rồi. Thế còn đặt ra là số 345 này nó có bao nhiêu đơn vị nhỉ? À, ta thấy rằng nó có phải là có 5 đơn vị hay không? À, không phải, đúng không? Số này có 345 đơn vị. Câu hỏi thứ hai là số này có bao nhiêu trục nhỉ? Số 345 có bao nhiêu trục? Thì câu trả lời của cô là nó có 34 trục. Vì cô có thể viết là 345 sẽ bằng 340 và cộng với số 5. Và chúng ta sẽ có thể hiểu là cái số 340 này nó có giá trị chính là bằng 34 nhân với 10 và cộng với 5, đúng không? Vậy ta sẽ nói là số trục của cái số này là 34 nhé. Số trục ở đây là 34. Thế câu hỏi tiếp theo là số trăm nó là mấy?
ta lại xét tiếp 345. Số trăm thì nếu ta tách riêng hàng chục và đơn vị ra, tức là cộng 45 thì nó chỉ còn là 300. Mà 300 ta hiểu giá trị của nó là bằng 3 nhân với 100, đúng không? Và cộng thêm số 45 này. Thì đây ta sẽ nói số trăm của nó là 3. Như vậy các em cần phân biệt cho cô giữa hàng chục, chữ số hàng chục của số này là 4, nhưng mà số chục của nó sẽ là 34. Đấy, là toàn bộ cái phần mà sau khi cô tách hàng đơn vị ra thì cô sẽ được là 34. Tương tự là phân biệt hàng trăm với số trăm, thì trong cái số này ta thấy điều trùng hợp là hàng trăm và số trăm nó trùng nhau, tuy nhiên là tổng quát các số khác nó sẽ khác nhá. Bây giờ ta có thể là làm một ví dụ tương tự nhá. Cô sẽ xét số có 4 chữ số sau đây. Ta xét số sau. Xét số 1357 nhá. Vậy thì đây ta có hàng đơn vị là 7 này. Hàng chục là, chữ số hàng chục là 5. Chữ số hàng trăm là 3. Chữ số hàng nghìn là 1, đúng không? Cô viết đây nhá. Đây là hàng đơn vị này. Năm là chữ số hàng chục. Ba là chữ số hàng trăm. Và đến đây 1 là chữ số hàng nghìn. Tôi như vậy ta có là 7 là chữ số hàng đơn vị này, 5 là chữ số hàng chục, 3 là chữ số hàng trăm và 1 là chữ số hàng nghìn. Đây sẽ phân tích và tìm hiểu về tìm xem là số chục này, số trăm và số nghìn sẽ là bao nhiêu, đúng không? Thì đầu tiên ta tách muốn tìm số chục thì cô sẽ tách riêng hàng đơn vị ra. Ta có 1357 sẽ bằng 1350 và cộng thêm với 7, đúng không? Thì như vậy ta sẽ đánh giá ở đây 1350 chính là 135 nhân 10, thì số chục của nó sẽ là 135, đúng không? Tiếp theo, vậy số trăm là bao nhiêu? Muốn tìm số trăm, ta sẽ tách riêng phần còn lại là hàng đơn vị và hàng chục. Thì ta sẽ có là 1357 sẽ bằng 1300 cộng với 57. Ở đây ta sẽ xác định được số trăm sẽ là số 13. Tại vì đây ta có 1300 là 13 nhân với 100 đấy. Cuối cùng là số nghìn thì sao? Ta có 1357. Khi xét đến hàng nghìn, ta sẽ bỏ tách riêng các cái phần số từ hàng trăm, chục và đơn vị đi. Cô sẽ có là 1000 cộng 357. Thế nên ta sẽ nói là số nghìn của số này là 1, đúng không? Đó. Như vậy là ở phần 1 nhỏ này, chúng ta cần phân biệt cho cô được giữa số và chữ số, giữa hàng chục và số chục, giữa hàng trăm và số trăm, để không bị phân biệt nhầm lẫn giữa các khái niệm này nhé. Đó là phần 1 nhỏ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 2 nhỏ để tìm hiểu kỹ hơn về hệ thập phân. 2 nhỏ, hệ thập phân. Như chúng ta vừa nói, đúng không? Cho hệ thập phân thì các cái số được biểu diễn bởi 10 chữ số từ 0 cho đến 9. Và cứ chữ số ở hàng trước sẽ gấp 10 lần chữ số ở hàng sau. Thì đó cũng chính là ý nghĩa tại sao cô gọi là hệ thập phân, đúng không?
thập là 10, tức là cứ chữ số hàng trước sẽ gấp 10 lần số hàng sau. Bây giờ cô sẽ xét một số bất kỳ nhé. Ví dụ số mà lúc đầu cô nhé, số 345, thì cô viết nó bằng như thế này rồi. Thế giá trị của nó thì cô sẽ biểu diễn như nào? Thì ta thấy là đầu tiên số 3 là hàng trăm đúng không? Thì cô sẽ viết nó là 300. Số 4 là hàng chục, tức là phải cộng thêm 40 và cộng tiếp với 5 đơn vị. Và ta có 300, nó sẽ hiểu là 3 nhân với 100, cộng tiếp 40 thì sẽ tách ra là 4 nhân với 10, cuối cùng là cộng 5. Đó, đó là cách khi chúng ta tách giá trị của một số. Và tổng quát, ví dụ như cô có số có 3 chữ số là ABC thì sao? Đây, số 3 chữ số ABC cô sẽ viết như này, là gạch ngang trên đầu này nhá. Thì tương tự ta cũng xét như thế. A là hàng trăm thì cô sẽ có là A00, cộng tiếp B hàng chục sẽ là B0, cộng tiếp C hàng đơn vị đúng không? Khi ta có A trăm rồi thì như vậy là A sẽ là nhân 100, cộng B chục ở đây thì chính là B nhân với 10, và cuối cùng là cộng với C. Đó, vậy quan sẽ thử tách cho cô số có 4 chữ số nhé. Ví dụ cô có số ABCD, nó sẽ làm nào đây? Nào, nó sẽ tự viết vào vở và tự tách cho cô số ABCD nhé. Rồi, sau tách xong thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta này. Rất là đơn giản đúng không? Ví dụ như số A ở hàng nghìn thì cô sẽ viết là A nghìn. Tiếp theo, B hàng trăm đúng không? Thì là B 00, B trăm. C hàng chục sẽ là C0. Và cuối cùng cộng với D. Ở đây A hàng nghìn thì cô sẽ viết giá trị của nó là A nhân 1000 này, cộng B trăm thì nó chính là B nhân 100, cộng tiếp với C chục thì là C nhân 10, và cuối cùng cộng D. Đây, đó là cách để chúng ta phân tích giá trị của số tổng quát bất kỳ trong hệ thập phân. Và tương tự, chúng ta cũng có thể phân tích các cái số có 5, 6 chữ số hay là 10 chữ số, chúng ta đều có thể làm như này được nhá. Đó. Ngoài ra, ngoài thập phân này thì chúng ta còn một cách viết nữa, đó là cách viết trong hệ số La Mã, đúng không? Ta viết phần 3 nhỏ, chú ý nhá. Cách viết số La Mã thì chúng ta được học từ hồi tiểu học đúng không? Ví dụ cô có số 1 như này, thì đây là viết bằng số La Mã, còn giá trị của nó là để thể hiện số 1 đúng không? Tiếp theo, với số La Mã này thì giá trị của nó là số 5 đúng không? Và với số La Mã mà cô viết là chữ X như này thì giá trị của nó chính là số 10. Vậy đây là ba cái số căn bản nhất để người ta phát triển hệ thống số La Mã. Và từ ba số này, người ta sẽ có thể viết được các cái số La Mã còn lại. Và chúng ta có thể tham khảo bảng trong sách giáo khoa, nó có đủ các số từ 1 đến 30. Tuy nhiên, nhược điểm của cái số La Mã là nó khá là cồng kềnh, rắc rối, nên hiện nay ta rất là ít cái số La Mã, và chủ yếu là cái số hệ thập phân. Và đặc biệt bài này chúng ta cần nhớ cho cô các cái lưu ý mà cô đã nói ở phần 1 nhỏ về phân biệt số và chữ số, và các cái giá trị của các số khi chúng ta biểu diễn trong hệ thập phân nhé. Đấy, thì đây chính là nội dung của bài học xoắn 3 hôm nay là ghi số tự nhiên. Chúng ta sẽ chờ đón và theo dõi ở bài học số 4. Nó sẽ quay lại để tìm hiểu về số phân tử của một tập hợp, và một tập hợp rất đặc biệt là tập hợp con.
để nắm chắc bài hơn ấy, thì sau đây cô sẽ cùng các em chữa các bài tập trong phần luyện tập của xoắn 3 là ghi số tự nhiên nhé. Chúng ta đọc bài tập số 1. Viết số tự nhiên có số chục là 217 và chữ số hàng đơn vị là 3. Như ta nhớ là số chục là 217. Thì như vậy cái phần đầu của nó sẽ là 217 chục, đúng không? Cô sẽ viết như này. Và cô cộng thêm với 3 đơn vị thì số này sẽ là 2173. Đó, đó là câu A. Còn câu B, hãy điền các cái số thích hợp vào bảng sau. Đầu tiên, chúng ta cho số là 4258. Câu hỏi số trăm là bao nhiêu? Thì nó sẽ bớt đi, chúng ta che đi hàng đơn vị và hàng chục. Thì giá trị của cái số này, giá trị của số trăm sẽ là 4200, đúng không? Và chúng ta bỏ đi hai số 0 thì số trăm ở đây là 42. Chữ số hàng trăm thì nó chỉ là số 2. Nhìn tiếp số chục thì cô sẽ che đi hàng đơn vị. Thì giá trị của nó sẽ là 4250. Thì như vậy phần số chục của nó sẽ là 425. Và chữ số hàng chục sẽ là số 5. Đó. Tương tự chúng ta sẽ quan sát tiếp số ở dưới là số 3605. Muốn tìm số trăm, chúng ta lại che tiếp hàng đơn vị và hàng chục đi. Thì nó chỉ còn là 3600, đúng không? Mà 3600, như vậy số trăm sẽ là 36. Chữ số hàng trăm rất là dễ, đúng không? Ta thấy ngay chính là số 6. Số chục, muốn tìm số chục thì tương tự chúng ta lại che đi hàng đơn vị. Thì nó sẽ còn là 3600, đúng không? Thì 3600 phần số chục của nó sẽ chính là 360 nhân 10 đây. Thì đây sẽ điền là 360. Cuối cùng, chữ số hàng chục của cô thì là số 0. Rồi, như vậy chúng ta nhớ ở phần lý thuyết cô đã nói kỹ, đúng không? Chúng ta cần phân biệt cho cô được số trăm và chữ số hàng trăm, và phân biệt được số chục và chữ số hàng chục nhé. Phân biệt rõ ràng hai khái niệm này. Chúng ta luyện tập tiếp bài tập số 2 này. Câu A, viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số. Ở đây đề bài nó không nói rõ là các chữ số cần khác nhau hay không, đúng không? Như vậy chúng ta nhớ, chúng ta có thể nhận ra ngay là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số thì chính là số 1000. Đây, cái bài tập rất là đơn giản ở tiểu học rồi. Câu hỏi ý B, viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Thì đương nhiên là như vậy là chúng ta nhớ điều kiện là các chữ số phải khác nhau nhé. Thì bắt đầu sẽ là số mấy? Bắt đầu đương nhiên phải là số 1 rồi. Sau số 1 chúng ta điền một cái số tự nhiên mà nhỏ nhất có thể ra, thì nó phải là số 0. Tiếp số 0 ta phải cũng phải lựa chọn một số nhỏ nhất, nhưng mà nó phải khác số 1 và số 0 ở đây, thì nó chính là số 2. Và số cuối cùng nó cũng phải đảm bảo nhỏ nhất và khác 3 số vừa điền ở trên, thì nó chính là số 3. Như vậy số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chính là số 1023 nhé. Rồi, tương tự chúng ta sẽ làm tiếp ý C và ý D. Ở ý C, viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số và tổng các chữ số là 10. Hai điều kiện ở đây là nhỏ nhất này, thứ hai là tổng các chữ số là 10. Thì để ra số nhỏ nhất thì ta phải ưu tiên các cái hàng đầu, nó phải là số nhỏ nhất. Thì đương nhiên là hàng đầu tiên vẫn phải là số 1, đúng không? Sau số 1 thì cô sẽ điền số mấy? Điền tiếp số 0, tại vì số nhỏ nhất mà. Sau số 0 thì cô vẫn có thể điền tiếp số 0 nữa. Đến đây ta nhẩm thử nhá. Thì tổng của 3 chữ số đầu nó là 1 rồi. Thế thì muốn tổng của cả 4 chữ số này là 10, thì đương nhiên số cùng phải là bằng 9, đúng không? Cô sẽ có số là 1009 nhá. Tiếp ý B, viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và tổng các chữ số là 10. Như vậy ý D này nó khác ý C, là nó thêm điều kiện 4 chữ số phải khác nhau. Thì trình tự xét chúng ta vẫn xét từ số đầu tiên.
nó phải là số 1 đúng không? Viết số này cho rõ ràng, số 1 này. Sau số 1 chúng ta vẫn phải lựa chọn số nhỏ nhất tiếp theo là số 0. Các chữ số này phải khác nhau. Thì như vậy là khác số 1 và số 0 mà vẫn phải là số nhỏ thì nó là số 2. Đây đây cô cộng 3 số đầu ra. 1 cộng 0 cộng 2 thì tổng nó đã là 3 rồi. Mà ở đây ta muốn tổng là 10 thì số cuối cùng chính là số 7. Như vậy số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và tổng các chữ số là 10 là số 1027. Rồi, đó là đáp số 2. Chúng ta chuyển tiếp vào số 3 nhé. Đáp số 3. Dùng 3 chữ số 0, 3 và 4. Hãy viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Bài toán này cũng khá là đơn giản đúng không? Sẽ ngồi viết ra. Chúng ta nhặt từ 3 chữ số 0, 3 và 4. Thì số đầu tiên không thể là số 0 đúng không? Thì chúng ta sử số tự nhiên số 3. Thì sau đó sẽ là 304. 304 thì sau đó cô vẫn chọn số đầu tiên là số 3 nhé. Thì cô có thể đảo vị trí hai số này đi. Thì sẽ là 340. Đó là trường hợp đầu là số đầu tiên là số 3. Trường hợp tiếp theo, chữ số đầu tiên là số 4. Thì như vậy ta còn hai sự lựa chọn còn lại là 403 hoặc đảo đi là 430. Như vậy ta đã viết xong 4 số tự nhiên có thể viết, có thể lập được rồi. Ta quan sát tiếp câu B nhé. Câu B dùng 4 chữ số 1, 2, 3, 4. Hỏi viết được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà từ 4 chữ số này. Thì nếu chúng ta lấy ví dụ một số, ví dụ như là 1234 cũng được đúng không? Hoặc đảo vị trí đi. 1243 hoặc là 1000 chúng ta đảo đây đi là 1324. Như vậy là có khá là nhiều số. Thì muốn làm dạng bài này, đề bài nó chỉ hỏi là viết được bao nhiêu số thôi chứ không hỏi chúng ta liệt kê ra. Thì cô có thể làm như sau. Cô sẽ gọi số tự nhiên cần tìm là số có 4 chữ số này, cô gọi là ABCD nhá. Chúng ta nhớ có gạch ở trên đầu. Ta sẽ làm từng bước. Muốn viết được số thì bước 1 ta sẽ viết chữ số A. Bước 1. Ở đây cô sẽ viết chọn chữ số A nhé. Chọn A. A có thể là một trong 4 lựa chọn này. Như vậy A sẽ có 4 cách. Sau khi chọn A xong, chúng ta chọn tiếp đến chữ số B. Bước 2. Ta chọn chữ số B. Chữ số B ở đây của cô thì nó phải khác với chữ số A của chọn ở bước trên. Như vậy, mình có 4 số mà mình bỏ đi một số của chọn bước trên thì như vậy ta còn 3 số. Để chọn B sẽ có 3 cách nhé. Tại vì B phải khác A, chữ số B khác chữ số A nhé. Đó. Tiếp đến bước 3. Sau khi chọn xong A và B rồi, ta sẽ chọn tiếp đến C. Và đương nhiên là bước sau phải khác bước trước. Như vậy chữ số C này phải khác chữ số A và chữ số B. Khác hai số. Tập nguồn mình có 4 số, khác hai số đi thì nó sẽ còn hai số. Như vậy chọn C sẽ có hai cách. Vì C sẽ phải khác số A và khác số B. Cuối cùng đến bước 4. Ta phải chọn D là số cuối cùng đây. Ở đây D của cô phải khác 3 số vừa chọn ở bước trên. Như vậy nó chỉ còn một cách thôi. Vì D sẽ phải khác A, khác B, khác cả C. Như vậy từ 4 bước này ta làm tính nhân thì ta sẽ lập được là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 số nhá. Vậy ta sẽ có là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 và kết quả sẽ bằng
24 số. Như vậy ta sẽ lập được 24 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau từ 4 số ban đầu để bài cho. Đó là đập số 3 nhé. Bây giờ sẽ cùng luyện tập tiếp, chữa tiếp đập số 5 như sau nhé. Và đập số 5 này, viết các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho. Ở câu A, chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Như vậy hàng chục của cô sẽ bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu từ số 1. Hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị là 5, tức là hàng đơn vị sẽ lớn hơn hàng chục 5. Thì nếu hàng đơn vị là hàng chục, đây là 1 rồi, thì hàng đơn vị lớn hơn 5 thì sẽ là 6. Tiếp theo, hàng chục là 2 thì ta phải cộng thêm 5 vào, sẽ được hàng đơn vị là 7. Tiếp theo, hàng chục là 3, tăng thêm 5 đơn vị, 8. Hàng chục tăng tiếp là 4, tăng thêm 5 đơn vị là 9. Còn nếu hàng chục là 5 thì 5 cộng 5 là 10 là không được, đúng không? Như vậy ta chỉ dừng lại ở 4 số này thôi. Câu B, chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Thế thì ta sẽ xác định chữ số đơn vị trước. Hàng đơn vị nếu nó là 0 thì 0 x 4 vẫn là 0 thì không được rồi, đúng không? Như vậy hàng đơn vị của cô sẽ xuất phát từ số 1, gấp lên 4 lần thì sẽ là 1 x 4 là 4. Tiếp theo, hàng đơn vị là 2, gấp lên 4 lần thì được số 8. Thế còn nếu hàng đơn vị là 3, gấp lên 4 lần là 12 thì không thể được, đúng không? Như vậy nó sẽ không thỏa mãn điều kiện là hai chữ số. Thì những câu B nó sẽ có hai số là 41 và 82. Tiếp câu C, chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng của hai chữ số là 14. Vậy nó sẽ nhẩm dần dần ra chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị. Nếu ta có hàng chục là 1 thì hàng đơn vị là 13 cũng không được, đúng không? Hàng chục là 2 thì bên kia sẽ là 14 mà trừ đi 2 là 12 cũng không được. Nếu là 3 thì cũng không được này. 4 cũng chưa được, là sẽ bắt đầu từ số 5. Ta có 14 trừ đi 5 sẽ được 9, như vậy là số 59 này. Tiếp theo, nếu chữ số hàng chục là 6 thì số hàng đơn vị là 8, như vậy vẫn thỏa mãn. Nếu chữ số hàng chục là 7 thì ta sẽ có chữ số hàng đơn vị cũng là 7. Nhưng điều đề bài yêu cầu là chữ số hàng chục phải nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị. Như vậy là 77 không thỏa mãn rồi. Nếu cô tăng tiếp lên chữ số hàng chục là 8 thì hàng đơn vị nó chỉ là 6, thì lại không thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn. Nếu hàng chục là 9 thì hàng đơn vị là 5 thì cũng không điều kiện thỏa mãn rồi. Như vậy ta chỉ có câu C dừng lại ở hai số là 59 và 68 ở đây nhé. Rồi, bài tập 5 là bài tập viết số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Chúng ta làm tiếp bài tập số 6 như sau. Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang bắt đầu từ trang 1 của một cuốn sách có 256 trang? Thì muốn làm bài tập này là nhận xét ra nhóm đầu tiên là nhóm các số có một chữ số. Thì để viết các số này chúng ta chỉ cần một chữ số thôi, đúng không? Nhóm thứ hai là các cái số mà có hai chữ số. Thì để viết mỗi số đấy ta phải cần tận hai chữ số. Và cuối cùng là nhóm thứ ba, nhóm các số có ba chữ số, chúng ta phải cần ba chữ số. Vậy sẽ phân loại thành ba nhóm như thế riêng biệt nhé. Đầu tiên là nhóm 1 là nhóm các số mà chỉ có một chữ số. Nhóm này nó bắt đầu từ số 1 cho đến số 9. Thì đây ta sẽ có bao nhiêu số nhỉ? Từ 1 đến 9 có 9 số. Và các cái số này là chỉ có một chữ số thôi. Như vậy cũng chỉ cần có 9 chữ số để viết thôi. Nhóm thứ hai là các số có 2 chữ số.
Đi, mình sẽ bắt đầu từ số 10 cho đến số 99. Từ 10 đến 99 có bao nhiêu số nhỉ? Tôi nhớ lại công thức vừa bài trước cô đã nói rồi. Từ 10 đến 99, các cái số này liên tiếp nhau và cách nhau một đơn vị thì cô sẽ lấy số cuối trừ số đầu. 99 trừ 10 là 89. Chia khoảng cách là chia 1 thì vẫn là 89 và cộng thêm 1 thì cô sẽ có 90 số. Mà mỗi số này nó cần tận hai chữ số để viết. Như vậy đến đây ta sẽ cần bao nhiêu chữ số? Ta sẽ cần là 90 và nhân thêm 2 vào thì sẽ bằng 180 chữ số nhé. Nhóm thứ ba, nhóm còn lại là nhóm các số có 3 chữ số. Nhóm này sẽ bắt đầu từ số 100 và kết thúc ở quyển sách nó có 256 trang thì đến 256 thôi. Nhóm này muốn tính các cái số ở đây xem có bao nhiêu số. Chúng ta vẫn làm công thức như cô vừa nói đấy. Ta lấy 256 trừ đi 100 thì là 156 rồi. Chia cho 1 thì vẫn là chính nó và cộng thêm 1 thì chính là 157 số. Mà mỗi số ở đây muốn viết ta cần 3 chữ số. Như vậy đến đây nó sẽ cần là 157 nhân 3. Kết quả sẽ bằng đây nó sẽ có là 471 chữ số. Như vậy cuối cùng muốn tính tổng số các chữ số, cô phải lấy ba cái nhóm này cộng với nhau đúng không? Thì nó sẽ có là suy ra nó sẽ có tất cả 9 cộng 180 cộng tiếp 471 và kết quả sẽ bằng 660 chữ số. Như vậy là ở phần này cô đã chữa cho chúng ta xong các bài tập luyện tập để phần luyện tập trong phần ví số tự nhiên.